Kính lễ trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, bây giờ là 9 giờ 21 phút buổi tối của ngày 8 tháng 9 ngày 2016 giờ Hoa Kỳ. Tức là 11 giờ trưa, 11 giờ 21 phút trưa ngày 9 tháng 9 2016 giờ Việt Nam. Kính thưa quý vị, từ tháng 4 năm 2016, với cái sự dễ dãi của Cộng sản Việt Nam, Formosa tại Vũng Áng, Hà Tĩnh đã lập ra một cái nhà máy thép. Và cái việc xả thải từ tháng 4 2016 đã làm biển chết và đời sống của ngư dân rất là khốn khó, thưa quý vị. Đau với cái nỗi đau của đất nước. Như chúng ta đã biết, nhiều cuộc xuống đường biểu tình của giáo phận Vinh, của giáo xứ Phú Yên, vân vân, vẫn không nói được điều gì. Vẫn phải chịu cái sự đàn áp, khống chế, tham theo dõi và ngăn chặn của chính quyền Cộng sản Việt Nam, là những người Việt, dù ở trong nước hay ở ngoài nước vẫn là người Việt. Chúng tôi mời quý vị nghe cuộc hội luận sau đây về hiện trạng Formosa, về đời sống của ngư dân, về những điều mà cộng đồng người Việt trong và ngoài nước mong muốn trong sự kiện ô nhiễm môi trường. Chúng tôi xin giới thiệu quý vị, cái buổi nói chuyện này rất là đặc biệt. Có những người từ trong nước, có những người từ Âu Châu, có những người từ Hoa Kỳ, và là những người luôn đau với nỗi đau của đất nước. Chúng tôi mời anh Thành có thể giới thiệu những cử tọa đang tham dự cái buổi nói chuyện này, thưa với anh Thành. Dạ vâng, thưa, kính thưa quý vị đang theo dõi buổi hội luận này. Vâng, thưa quý vị, người đầu tiên tôi xin muốn được giới thiệu đó là chị Tường Nguyên. Chị Tường Nguyên là một người thiếu nữ vượt biển đến Hoa Lan ở những năm 1980, và sau một quá trình hội nhập tại Hoa Lan thì chị Yên hiện tại đang đảm nhận một số những vai trò hết sức là đặc biệt đối với Hội Cựu Chiến binh Hoàng gia của Hoa Lan. Tôi xin được giới thiệu với quý vị chị Tường Nguyên. Xin mời chị Tường Nguyên lên tiếp. Dạ, xin chào các linh mục Minh và Nam và anh Nghĩa Lữ và anh Thành. Chị Tường Nguyên có điều gì muốn nói về mình hay không? Dạ, tôi nghĩ cái trong trường hợp này thì là cái nhân vật của tôi cũng không có quan trọng lắm, cho nên anh Thành giới thiệu vậy là đủ rồi. Cảm ơn anh. Dạ vâng, tôi cảm ơn chị Tường Nguyên. Người thứ hai chính là anh Nghĩa Lữ, một nhà truyền thông tự do đã rất quen thuộc với tất cả đồng bào trong và ngoài nước. Tôi nghĩ không cần thiết phải đi chi tiết vào trường hợp của anh em Nghĩa Lữ, phải không thưa anh Nghĩa Lữ? Dạ vâng, Nghĩa Lữ trân trọng kính chào anh Thành, kính chào cha Vũ Minh, kính chào cha Anton Đặng Vũ Nam, chào cô Uyên. Thưa quý vị, tôi là một nhà báo, là một người làm truyền thông. Chúng tôi dù sống ở hải ngoại, chúng tôi đang sống tại Hoa Kỳ, nhưng mà chúng tôi vẫn luôn nghĩ về cái quê hương của mình, đặc biệt là sau 41 năm mà Cộng sản đã cưỡng chiếm miền Nam. Thì thưa quý vị, chúng tôi thường sử dụng hệ thống truyền thông tại Hoa Kỳ, tại San Jose, tại Washington, cũng giống như chúng tôi sử dụng YouTube và Facebook để hỗ trợ đồng hành với cái sự đấu tranh gian khổ của người ở trong nước. Và chúng tôi rất là hân hạnh được nói chuyện với lại cha Vũ Minh, cha Anton Đồ Hữu Nam, cũng giống như cô Uyên, mà tôi biết rằng cô là một bác sĩ. Dạ, tôi đến chính với anh Nghĩa Lữ lại là ở Hoa Lan thì nó không có gọi là, cái ngành của tôi thì không có gọi là bác sĩ, chỉ gọi là trị liệu tâm lý thôi. Dạ. Vâng, thì cô là một người trị liệu tâm lý cho những người lính Hoa Lan sau khi đi phục vụ những chiến trường về. Và cô cũng là một người trẻ nhưng rất có lòng với quê hương và dân tộc. Vâng. Thưa với anh Thành, đó là cái phần nói về Nghĩa Lữ thôi. Trở lại cái phần giới thiệu. Vâng, thưa quý vị, tôi là Phạm Văn Thành. Tôi là người vượt biển đến Pháp. Và sau một thời gian, sau 10 năm thì tôi có trở về Việt Nam để hoạt động, mong rằng sẽ làm được một điều gì đó ích lợi cho xứ sở. Và cuộc trở về đó tôi đã bị bắt. Vì là bị bắt cho nên tôi mặc định trở thành một người gọi là tù nhân của chế độ trong khoảng gần 6 năm. Với một cái vị trí của một người tù trong vòng gần 6 năm đó
ít hay nhiều tôi đã cảm thụ, đã nhận được cái bổn phận, cái trách nhiệm của mình đối với quốc gia, đối với dân tộc, đặc biệt đối với những đồng bào nghèo khổ của đất nước Việt Nam. Vâng, người thứ tư tôi xin phép được giới thiệu chính là linh mục Đặng Hữu Nam. Một con mặt đối với riêng bản thân tôi đã gây cho tôi một sự xúc động rất lớn, bởi vì khi tôi 20 tuổi, ngày hôm nay tôi 57 tuổi, khi tôi 20 tuổi tôi có những vị lãnh đạo tinh thần là những linh mục hết sức là đặc biệt như linh mục Nguyễn Duy Nhật hoặc là linh mục Vũ Vinh Tường hoặc những linh mục đã phải chết trong nhà tù ở A20. Thì hình ảnh những vị linh mục đó đã rất nhiều năm rồi, ngày hôm nay tôi lại được thấy lại bởi một hình ảnh rất là đặc biệt của linh mục Nguyễn Hữu Nam. Xin lỗi là linh mục Đặng Hữu Nam. Con xin phép cha Đặng Hữu Nam xin cha lên tiếng một chút về mình. Thưa cha Đặng Hữu Nam, kính chào bác Thành, bác Nguyễn Lữ, chị Trường Nguyên cũng như cha Vũ Minh và tất cả người Việt quốc nội cũng như hải ngoại. Thì con xin được giới thiệu, thì tôi tên là Đặng Hữu Nam, là linh mục bản xứ Phú Yên, giáo phận Vinh. Địa bàn hoạt động của tôi tại xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, một cái vùng mà người dân của chúng tôi hoàn toàn sống nhờ vào biển, và vì thế trong cái thảm họa môi trường này họ cũng đang chết với biển. Xin giới thiệu một chút như vậy để chúng ta hiểu nhau và cũng thông cảm và chia sẻ trong cái công việc mà tôi đang phải làm ở trong quốc nội. Một ngày cuối cùng mà tôi xin muốn trình bày đặc biệt để giới thiệu với tất cả các quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đó là một vị linh mục đã từng có mặt trên chiến trường Iraq ở cái vị trí là một vị sĩ quan trung tá tuyên úy không quân của không lực Hoa Kỳ suốt 12-13 năm trời trên chiến trường Iraq. Đó là linh mục Du Xe Vũ Minh. Cảm ơn Minh Thành đã có lời giới thiệu. Thì tôi tham dự vào quân đội Hoa Kỳ 23 năm rưỡi tại vùng, và hiện thời bây giờ tôi đã hồi hưu từ ngành tư lý của không quân Hoa Kỳ. Và trong thời gian tại vùng thì tôi đã tham gia từ khi mà giải phóng Kuwait là và cho đến lúc giải phóng Iraq, và tôi đã đi ra đi vào Iraq 15 lần tất cả. Và cái việc quan trọng nhất đó mà mình học được rất nhiều bài học đó, đó là cái thời gian mình đi giải phóng Iraq. Và tính ra đó là tôi đã hiện diện ở trên Iraq như vậy là đi ra đi vào tất cả như vậy là 13 năm tất cả. Và bây giờ sau khi mà tôi về hưu thì tôi đang coi một cái giáo xứ Việt Nam nhỏ, bởi vì mình vẫn còn là linh mục chứ mình không có phải là mình bỏ cái chức vụ của mình. Và thêm vào đó bên Hoa Kỳ thì các em trong gia đình Mũ Đỏ hải ngoại đã mời tôi về làm tuyên úy cho gia đình Mũ Đỏ hải ngoại, với là tính cách là vị cha tinh thần cho những cựu chiến binh Mũ Đỏ Việt Nam của chúng ta. Và tôi vẫn còn liên hệ rất nhiều với cựu chiến binh Hoa Kỳ nữa, bởi vì những người lính đó cũng là người lính của tôi. Và họ cũng bây giờ tuy dù có thể là giải ngũ nhưng họ vẫn có những cái vấn đề mà cần được giải quyết. Thì cái sự liên hệ của tôi với quân đội Hoa Kỳ và liên hệ của tôi với các dân biểu và nghị sĩ của Hoa Kỳ cũng vẫn đang thường xuyên. Và với cái hoàn cảnh của Formosa, tôi khi mà tôi đã về hưu thì tôi đã nói với người Mỹ
tôi đã đền trả lại nước Mỹ những gì nước Mỹ đã cho tôi. Bây giờ tôi muốn dùng cái cuộc đời còn lại của tôi để giúp cho người Việt của tôi, đất Việt của tôi. À, thưa với lại anh Thành, cho phép Nghi Lữ được bắt đầu vào trong cái chương trình về Formosa. Dạ vâng, thưa với lại cha Đặng Hữu Nam, là cái người ở tại cái vùng biển chết, là cái người trực tiếp nhận cái thảm họa do Formosa thải ra. Và tôi được biết được rằng với sự đấu tranh, nhiều cuộc xuống đường từ Bắc, Trung, Nam đã bắt buộc tập đoàn Formosa đã phải nhận lỗi và chấp nhận đền bù 500 triệu đô. Thì thưa cha, cái việc đền bù đó là một cái người lãnh đạo tinh thần của một vùng ở miền Trung. Thì thưa cha, cái việc đền bù đó, ngư dân nghĩ như thế nào, có chấp nhận chuyện đền bù đó hay không? Và cái việc đền bù đó được thực hiện như thế nào sau cái thời gian mà chính quyền Cộng sản Việt Nam nói là đã nhận 500 triệu?